Hello, xin chào anh em ha. Nay mình lên video cho anh em ha. Mấy con Mitsu GM1 tới 1 ha anh em. Con này là thùng xăng nhựa ha, mặt nạ cho chụp màu trắng ha. Máy rất là đẹp, siêu đẹp. Máy phải nói là siêu đẹp. Vừa sang con anh em nhìn như mới ha. Ốp lắp gì lắp nó vàng, ốp sau này giờ nhả màu ha. Vừa xong mua đó, lóc máy. Wow, trời lóc máy là đẹp anh em, giờ ốc nữa anh em, giờ ốc nhức găng luôn anh em ơi. Cái chuồng nó trong nó vàng cháy luôn hả. Làm tuy cực kỳ phê nè. Em coi cái lượt xăng nè. Lượt xăng nó trắng rõ này nè. Thùng xăng nhựa thì có gì đâu phải coi nha. Đấy, móc thì siêu nhảy nổ. Một em đây, tiếp một em nữa thùng thuyền ha. Con này cũng là thùng thuyền 1-1 luôn anh em. Con này thì siêu đẹp, bó xăng nó trông như mắt mèo ha. Con này còn xăng zin luôn anh em, con này còn xăng zin luôn ha, xăng zin của Nhật luôn. Máy móc thì siêu đẹp ha, dọn nổ ok rồi hết anh em. Ốc ác, nắp cò áp tấm lát rồi, vừa xong sạch lè ha, bây giờ lóc máy, giờ lóc máy thì tới chỉ luôn ha, đây coi ốc rồi anh em, nhức găng luôn anh em ơi, 1-1 ha, con này thì chụp giật màu đen ha. Máy móc thì siêu im, hơi ghê gớm. Mỗi cái đây. Đây, tiếp anh em một con nữa, con này cũng rất là đẹp ha. Đây, dọn nổ rồi anh em, chùi ngang cái ha, rất là đẹp ha nè. Máy móc ngon lành cả nào ha. Đây, ốc nó bị lát rồi. Con này thì nó đẹp bằng hai con kia ha. Chọn lắp lên, tuyệt vời ở mặt trời ha. Con này thì không đẹp bằng con kia. Đây, có sần riêng ha. Đây, thùng xăng con này thì không có không được đẹp luôn ha. Đấy, muốn xăng gì có chạy á. Nó xăng rồi anh em bà con. Đấy, rồi anh em nào có nhu cầu alo cho mình ha. Đây, còn một con nó chưa dọn ha anh em, một con thuyền nó chưa dọn ha. Honda bơm nước, Honda 5 ngựa 5 trơn ha, 5 ngựa trơn Kawasaki. Em bơm nước Mitsu 1-1 siêu phẩm nha. Nước Mitsu 1-1 siêu phẩm. Thùng xăng quá đẹp. Đây coi ốc nè, ốc vàng ngến luôn ha. Con này cũng còn xăng luôn hả. Cái mở
không? Im, im cho lắc ha. Đây, đây con Honda bơm nước 5 ngựa 5 nữa anh em. Đây, với xu 181. Con này đầu chuỗi ha anh em, 3,5 triệu. Kawasaki 12,5 ngựa ha. Kawasaki 250. 8,5 ngựa cốc xéo tôi chậm ha. Con này là Kawasaki 10 ngựa, cốc thẳng tôi nhanh. Này là Mitsubishi 181. Mấy con này trong này là 181 không anh em. Đây, cưa. Cưa anh em ơi. Về nhiều cưa ha. 302, 401, 341 ha. Con này là 302 ha. Con này rất là đẹp ha. 360, ES 360. Màu vàng, vàng chanh ha. Quá đẹp. Siêu phẩm. Đây cọp đây. 441 anh em. Siêu phẩm. Mới ken xà beng ha anh em. Máy mới chưa như chưa xài ha. Đây. Anh này thì 302. Đây, anh này 362 ha. Con này rất là đẹp luôn. Quá đẹp. Máy nhiều mới anh em. Đây cũng 302 nữa. Đây con Makita. Makita máy đây. 364 anh em. Đó. Nên mà có nhu cầu alo cho mình. Đây một con siêu phẩm nữa nè. Echo 360 ha. 360 đẹp khủng khiếp. Đây. Máy mình còn rất là nhiều ha anh em. Đây. Anh Mitsubishi 3 ngựa đây ha. Rồi Robin AH 17, 6 ngựa ha. Bên đây một con GB20 nữa anh em. Đây, một con EH25 ha. Đây, một con thùng thiền. Thùng thiền 181 ha. Trong đó cũng một con 181. Ngoài đó cũng là một con EH 17, 6 ngựa ha. Đây là một con 291. 291 này chạy rất là đã luôn. Nhảy nổ, siêu nhảy nổ. Đây thì một con Kawasaki 250, cốc xéo tô chậm ha anh em. 8,5 ngựa. Có nhu cầu thì alo cho mình ha. Rồi, cắt cỏ thì được một con Makita với con Echo ha. Rồi, hai con đó là chụp giật trả lực hết ha anh em. Xài rất là đã ha. Cưa này chạy tâm đắc quá. Này nổ ghê gớm. Để đêm ngày kéo cái một khỏi lên ra đóng nghe hết ha anh em. Rồi, anh em mà có nhu cầu gì đó, xả gì thì alo cho mình ha. Alo mình quay chi tiết cho. Trong này là mấy con 181 cọp không anh em nha. Cọp giấu. Rồi, xin chào anh em ha. Rồi, xin chào toàn thể anh em.